Sông Trình Quỳ. Ông Dung Rep Pakam Pato Savanaka. Mentei Rotaba Talaka, anh chứng đang mất đăng Rotapa Vini, P, T, CCP, P, Roy, Pai Sơn Muối. ជំរាបសួរលោកស្រីដើមរងរដ្ឋបាលមនីតើលោកស្រីឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះជាឌៀប លោកស្រីកើតនៅខែណាថ្ងៃណាឆ្នាំណា លោកស្រីចាំ Microphone đầm nà ca trên phương cỏ hóm trong lúc xây trời. Chúng ta là ngày tìm bớt khai buôn cho năm một con buôn ở hà buồn. Tí cầm nà lúc xây này lại ná. នៅភូមិប្រមាត់ដីស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមតើទីនៅបច្ចុប្បន្នលោកស្រីនៅកន្លែងណាដែរនៅកន្លែងដដែលតើលោកស្រីប្រកបមុខរបរអ្វីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមុខរបរធ្វើស្រែចំការ ถ้าปุ๊กมาได้มันก็ลูกชายช่วยได้ ปุ๊กช่วยช่วยองค์เจียมาได้ช่วยชายลาย ถ้าประเดี๋ยวลูกชายช่วยไอ้ให้เมียงโกประมาณเนี้ย เมียนประเดี๋ยวช่วยช่วยซอเถื่อนโกนน้ำเมียนบูนเนี่ย អរគុណលោកស្រីដែលបានរងរដ្ឋបាលវិនីអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកស្រីមកដល់សេចក្តីកម្មថ្ងៃនេះក្នុងឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះហើយដូច្នេះនៅចុងក្រោយបង្អស់នៃការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់លោកស្រីលោកស្រីអាចមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសនកម្ម មានន័យថាផលអន្តរាយដែលកើតមានចំពោះលោកស្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកស្រីមានម្ដងធ្វើដូច្នេះលោកស្រីបានម្ដងរដ្ឋបាលនីតើលោកស្រីធ្លាប់ផ្ដល់សក្តិកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេរយៈពេលកន្លងមកហើយបើសិនមានធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅកន្លែងណា
chum chup ban bay dong pana chup nơ klaing salak dai mong hai mun pe chol mok muk ong chmreah ni ta luk ban pinit mơ rư ko ban an nơ kamnot het da luk srey ban phdo sakai kam pi pi mun chmuoy neak sœm ken dam bay romlek ka chong cham robos luk srey dai rư te chúng ban an rum lực xa đàn bình ỏi tam sự mặt đập hiếp để lục sợi ai đắng nâng tròn chạm bán ta lục sợi ai bình chẹt bàn tít thà cầm nót hết để đáp chầm rơi để lục sợi bàn an đã bay rum lực cả tròn chạm nút từ bứt chỉ trầm trớ xong trộm si sòng vạ khnìa từng nâng sạc cây cam để lục sợi bàn phát ra cây sừng phía cho mùi đằng nẹt sừng cây cà pì môn đại tử tế khiêm ban bình đặt tạm tạm tầng on nâng cứ bật bọc cát khiêm mang khay mang lòng cứ khiêm khơi bàn nát đằng bàn nát khiêm chà lòi bàn nằng គុណលោកស្រីក្នុងការស៊ូស៊ូដេញដោតដើមម្ដងរដ្ឋបព្វរីរូបនេះអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិកៅសមួយស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហមីធាវីនាំមុខដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនេះក្នុងការស៊ូដេញដោតដើមម្ដងរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតរឿងក្តីហើយសហមីធាវីនាំមុខរួមជាមួយតំណាងសហភាគីប្រិយញ្ញាមិរិយៈពេលពីវៈសូមអញ្ជើញមីធាវីដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនេះ Merci Monsieur le Président et bon après-midi à tous. C'est notre consoeur Sin Sovorn qui va poser des questions cet après-midi à la participante. Xong chương lực rây mê thư vi xâm xì vôn chương. Chà, xong ở con lục thiến. Chà, xong gặp lục thiến, xong gặp lục rây chào khóm, xong gặp ông xạo nà ca tiếng mũ. Chà, hay xong chùm riêp xua phong đá, ơi lục rây đà mạnh đắng. Chà, nhóm chú mô sinh sổ vón, chìa mê thư vi nơi ông ca cổng lệch bạp ca biệt sạch Campuchia, hay chìa mê thư vi đâm nàng ở đà bận đằng. Chà, nhóm xong xua xong nua môi chùm đồn nguồn, chùm bố nạ sảy, xong nạ sảy thư vơ ca hạ cá. Chà, đâm bay cho lại bình chạy chùn ông chùm đông chùm đẹp chriếp. Chà, hay xong nua bác nhóm nông bẹp bọn nâng ông hạt ca riêp ca khăn ông xa mạch mạch hóm. Bọn tái môn nâng chôl ông hạt riêp ca nào sáng mai mai hóm nè khi ông chum riệp xua nè say thà môn chín năm môn ngày đập bầm pi mai ra chật sập bầm ta nè say ruộng nơi tì nà phù mấy khum ấy sập ấy khát ấy môn chín năm chật sập bầm nông chăm chật buôn nương khi ông nơi chỉ mui cầm cù sa nông sáng mai chật bông ôn nông đai bọc nhom bọc rô bò rô si thưa chấm cà tì lùm nơi nó phùm mặt đây sau đó chúng ta lưu cái cầm phong chạm đỏ đài chà xong ọc cún chà ấy nông bền nâng nẹ xoay miên xe mà chật cổ xa và màn nẹ đáy nẹ xoay ai rệp rọt chun ong sao nà ca chế đẹp bán thế chà đàm đăng rọt bạm ní không à toàn chá lấy
ចាំមីក្រូហ្វូនដំណើរការចេញភ្លើងពណ៌ក្រហមចាំលោកស្រីឆ្លើយកាលពីមុនឆ្នាំ75យើងខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំមុខរបររកស៊ីធ្វើស្រែនិងចំការចិញ្ចឹមជីវិតមីទ្វីអត់តាន់បើកមីក្រូហ្វូនលោកស្រីចាចុះបន្តមកទៀតតើអ្នកស្រីនោះនៅក្នុងភូមិប្រមាត់អីដដែលឬក៏មិនចាអ្នកស្រីសូមអ្នកស្រីជម្រាបបញ្ហាហ្នឹងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ74មិននឹងខែប្រមាណអីប៉ុន្មានខ្ញុំបានចាក់ចេញពីក្រមគ្រួសារខ្ញុំមកធ្វើជាទូនារីកងទ័ពកងចល័តនិងកងទ័ពចាសូមអរគុណចាអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចូលធ្វើជានារីកងទ័ពខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើអ្នកស្រីចូលធ្វើជានារីកងទ័ពនោះអ្នកស្រីចូលតាមរយៈអ្នកណាដែរអ្នកស្រីឈ្មោះអីដែរហើយគាត់ធ្វើអីនៅណាខ្ញុំចូលតាមរយៈមិត្តហាននិងមិត្តហ៊ានជាគណៈអូនៅជាគណៈកម្មការស្រុកចំការលើចាអីអ្នកស្រីចូលធ្វើជានារីកងទ័ពអ្នកស្រីធ្វើជានារីកងទ័ពឬក៏អ្នកស្រីអីធ្វើនៅកងចល័តអីណាមួយដែលអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍មិនថាអ្នកស្រីធ្វើជានារីកងទ័ពហ្មងធ្វើជានារីកងចល័តផងចាអ្នកស្រីអីជាកន្លែងណាច្បាស់មកអ្នកស្រីធ្វើជានារីកងចល័តឬក៏ធ្វើជាអីផ្សេងនារីខ្ញុំធ្វើជានារីកងចល័តហ្នឹងមិនហៅកងចល័តគេហៅថាកងទ័ពនារីស្នែងកងទ័ពនារីស្នែងហ្នឹងសម្រាប់ផ្សែងក្របទៅមុខមកវិញផ្សែងអ្នកលបួនអ្នកពលីមកក្រោយវិញពេលណាមានសង្គ្រាមម្ដងម្ដងប៉ុន្តែពេលណាដែលត្រូវឡើងវាយក៏ពួកខ្ញុំអាចមានជំនួយទៅជួយវាយគេដែរនៅពេលនោះអាចដកកម្លាំងទៅវាយជាមួយគេដែរចាសូមអរគុណចាអីអីក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើជានារីស្នែងផងធ្វើជាកងទ័ពផងពេលនោះអ្នកស្រីឲ្យមានសមាជិកប្រមាណអ្នកហើយអ្នកណាជាអ្នកអីអីក្តោបក្តាប់អ្នកស្រីជាមេអ្នកស្រីផ្ទាល់នឹងឈ្មោះអីដែរអ្នកស្រីនៅដែរក្នុងកន្លែងរបស់ខ្ញុំគឺមានមាវរៈសនាតូចក្នុងនោះមានគ្នាចំនួន300អ្នកជាងប៉ុន្តែចែកគ្នាជាកងជាកន្លែងមួយកងដាក់មួយកន្លែងមួយកងដាក់មួយកន្លែងគឺមាន3កន្លែងពួកខ្ញុំនឹងធ្វើអីខ្លះដែរនៅកន្លែងណាអ្នកស្រីចានៅម្ដុំជុំជុំជុំដើមនឹងរដ្ឋបាវនីចាំមីក្រូហ្វូនរដ្ឋបាតការសិនចាំឆ្លើយពួកកងទ័ពខ្ញុំកាលពីនោះមានចំនួន3កងធំ3កងធំចែកគ្នាជា3កន្លែងតែ3កន្លែងកងខ្ញុំទី1គឺនៅដុំ7ជុំខាងជើងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីខេត្តកំពង់ចាមនេះហើយមួយកងទៀតនៅត្រៀននៅកើតនៅត្រៀននិងនៅតាខាងកើតទៀតហើយមួយកងទៀតនៅតាមជួរមាត់ទន្លេដឹងប៉ុណ្ណឹងចាអ្នកស្រីចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងនៅថ្ងៃណាដែរអ្នកស្រីខែ10អូខែ1ដែលពេលចាប់វាយទីក្រុងគឺខ្ញុំចូលមកនៅតាមជាយជាយក្រុងទេដល់ពេលកងទ័ពគេវាយទល់វាយរំដោះបានទីក្រុងភ្នំពេញបាទខ្ញុំបានចូលមកដល់ដែរចាអរគុណអ្នកស្រីអីបានជម្រាបអង្គសាមណការថាអ្នកស្រីចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដំបងក្នុងខែ1អ្នកស្រីចូលជាជាក្រុងពេលនោះអ្នកស្រីធ្វើអីដែរគឺមកដល់ជាក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងចាប់វាយដំបងគឺខ្ញុំនៅជញ្ជូនក្របដឹកដប់អ្នកដឹកសាយអ្នកលបួសនិងអ្នកពលីប៉ុន្តែដល់ពេលចូលវាយតកពាំងកក់ពាំងព្រាយគឺពួកយើងខ្ញុំក៏ចូលវាយរួមចំណែកជាមួយយុទ្ធជនតបយុទ្ធជនដែរ
ចាចុះបន្ទាប់ទៀតនៅថ្ងៃខែណាដែលអ្នកស្រីចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងថ្ងៃ17មេសារួចមកពួកខ្ញុំបានចូលមកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺចូលក្រោយហើយទេថ្ងៃ17មេសាពួកតបយុទ្ធជនចូលមុនពួកតបនារីមកតាមក្រោយទេចាអរគុណចុះពេលមកអ្នកស្រីធ្វើអីដែរឲ្យស្នាក់នៅកន្លែងណាខ្ញុំមកដំបូងចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺគេឲ្យមកសម្រាកជើងនៅខាងត្បូងវត្តភ្នំមករយៈនៅតាមផ្ទះប្រជាជនវត្តភ្នំហ្នឹងប៉ិនអត់មានប្រជាជនទេតោះមករយៈក្រោយមកក៏គេបញ្ជូនពួកខ្ញុំឲ្យទៅនៅខាងត្បូងពេទ្យការម៉ែតមករយៈទៀតមករយៈក្រោយមកមិនដឹងប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានថ្ងៃអត់ដឹងខែថ្ងៃទេប៉ិនដល់មកក៏គេដកពួកខ្ញុំហ្នឹងមួយចំនួនក្នុង3កងធំហ្នឹងគេដកទៅយោធានៅទៅខាងយោធាមួយកងធំដាក់មកពាណិជ្ជកម្មពួកខ្ញុំនោះមកកងធំហើយមកកងធំទៀតយកទៅកំពង់សោមខាងស្រែអំបិលខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណចុះកងធំរបស់អ្នកស្រីដែលនៅខាងពាណិជ្ជកម្មនោះអ្នកស្រីនៅភ្នំពេញអ្នកស្រីធ្វើអីដែរកងធំរបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺផ្នែកជញ្ជូនជ័យភ័ណ្ឌឬតាមផ្ទះប្រជាជនចាសូមអរគុណហើយសូមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពាក្យថាជ័យភ័ណ្ឌនោះអ្នកស្រីឲ្យយកជ័យភ័ណ្ឌនោះយកពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាហើយជ័យភ័ណ្ឌនោះមានរបស់អីខ្លះសូមអ្នកស្រីជម្រាបអង្គសមនាការឲ្យបានជ្រាបនៅថ្ងៃមួយពេលខ្ញុំរៀបចំជ័យភ័ណ្ឌនោះគឺពួកខាងខ្ញុំនឹងមានមួយចំនួនធំតដឹកប្រាក់សត្វគ្រឿងប្រាក់ទាំងអស់ដឹកដល់ខ្ញុំសួរថាដឹកពីណាមកថាដឹកពីក្នុងវាំងប៉ិនខ្ញុំផ្ទាល់អត់បានទៅទេខ្ញុំបាននៅរៀបកន្លែងគេដឹកមកដល់ហើយបាទខ្ញុំបានជួយរៀបគេហើយរៀបកន្លែងដែលរៀបហ្នឹងគឺនៅម្ដុំផ្សារចាស់ខាងជើងផ្សារចាស់ផ្ទះធំមួយហ្នឹងហើយខាងកើតរោងចក្រជីបតុងពីសង្គមរោងចក្រស្បែកជើងពីជីបតុងពីសង្គមហើយរូបចម្លាក់ហ្នឹងមានរូបគ្រប់មុខទាំងអស់មានរូបសត្វស្អីស្អីសពមករឿងរូបអប្សរាអប្សរាប៉ុនមនុស្សធំហ្នឹងច្រើនណាស់យកមកដាក់លឹកពេញមកផ្ទះហ្នឹងសត្វអប្សរាហើយនឹងសត្វគ្រឿងប្រាក់ទាំងអស់ចាអរគុណអ្នកស្រីចាហើយក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីមកធ្វើការទីក្រុងភ្នំពេញចាតើអ្នកស្រីដែលធ្លាប់បានជួបថ្នាក់ដឹកនាំណាខ្លះដែរអ្នកស្រីពេលខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានជួបអ្នកដឹកនាំថ្ងៃមួយស្ដេចសុផានវង្សមកពីប្រទេសឡាវមកដាក់ទូតនៅប្រទេសខ្មែរពេលនោះខ្ញុំឃើញអ្នកទៅទទួលមានតាំងពីតាប៉ែននុតអៀងសេរីអៀងធីរិតហើយនឹងថ្នាក់ដឹកលើដាក់ថ្នាក់លើច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានមើលអស់ទេប៉ុន្តែអ្នកណាខ្លះទៀតខ្ញុំមិនដឹងដឹងប៉ុណ្ណឹងចា៎ចាអរគុណចាអញ្ចឹងអីលោកតាខេសំផនអ្នកស្រីដែរបានជួបគាត់ទេដែរជួបលោកតាខេសំផនខ្ញុំបានជួបគាត់នៅវត្តនៅកន្លែងវត្តអណាឡោមគឺគាត់បើកសន្និបាតគាត់បើកសន្និបាតហៅនារីយុទ្ធជនទៅរៀននៅវត្តអណាឡោមនឹងខ្ញុំបានជួបគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងក្រោយទៀតខ្ញុំបានជួបគាត់នៅស្តាតបុរីកេឡានឹងថ្ងៃដែលកាត់ទោសហ៊ុននំហ៊ុយយន់ខ្ញុំក៏បានចូលរួមដែរគាត់ជាទីប្រឹក្សានៅកន្លែងនោះដល់ពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងគាត់ហៅពួកនាសាហ៊ុននំហ៊ុយយន់មកសួរចម្លើយដល់ថ្ងៃនោះក៏ខ្ញុំមិនបាននៅចាប់ចុងដើមដែរព្រោះដល់ពេលនាសាហ៊ុននំហ៊ុយយន់ឆ្លើយយ៉ាងទៅមករយៈទៅខ្ញុំក៏ព្រុនញាក់ទៅគេយកខ្ញុំមកដេកពេលទៅខ្ញុំក៏បានត្រឹមនឹងអត់បានតទៅទៀតទេនឹងបានជួបគាត់ត្រឹមនឹងទៀតនឹងតាខៀវសំផនផ្ទាល់មកបញ្ជរនខ្ញុំហៅគាត់ថាអ៊ំអ៊ំចាអរគុណចាអ្នកស្រីបានជម្រាបអង្គសាវនាការអំបញ្ញមិញថាអ្នកស្រីបានជួបលោកតាខៀវសំផនពីរដង
ចាម្ដងគឺជួបនៅពេលប្រជុំនៅវត្តឧណ្ណាឡោមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ្នកស្រីថាក្នុងពេលដែលអីគាត់ធ្វើប្រជុំនៅវត្តឧណ្ណាឡោមតើគាត់ប្រជុំនិយាយអំពីអីដែរអ្នកស្រីសូមអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តិចមើល គាត់និយាយថាសូមស្នើសម្រាប់មិត្តនារីយុវជនទាំងអស់ប្រឹងធ្វើការជូនរដ្ឋហើយយុវជនដែលយុវជននារីដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យតាមកម្មាភិបាលតាមមុខក្រសួងទាំងអស់ឲ្យរៀបចំឲ្យមានគ្រួសារទៅបើថាអញ្ចឹងកុំទុកឲ្យនៅច្រើនពេកចាអរគុណ ចាអរគុណចាដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាយុវជនយុវនារីរៀបចំឲ្យមានគ្រួសារទាំងអស់គាត់មានបាននិយាយថាយុវជននិយាយថាមានការស្រឡាញ់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តអត់មានការចាប់បង្ខំអីគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងឯងគាត់បាននិយាយថាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់អីទេគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យរៀបចំគ្រួសារទៅ តាំងពីអាយុ14ឡើងទៅយុវជនអាយុ25ទុកទៅអីទៀតថាតាមក្រសួងទីទាំងអស់ឲ្យគិតគូររៀបការយុវជននារីអស់ទៅគាត់ទុកតែក្មេងៗសិនទៅបានហើយបាទនិយាយអញ្ចឹងចាអរគុណអ្នកស្រីចាដែលគាត់និយាយអំពីពាក្យថាយុវជនយុវនារីដែលចាស់ចាស់ហើយឲ្យរៀបការ អញ្ចឹងគាត់មានបានពន្យល់ប្រាប់នៅពេលដែលកំពុងតែនិយាយថាយុវជនយុវនារីរៀបការក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរអ្នកស្រីគាត់ថារៀបការទៅដើម្បីបង្កើតកូនចៅឲ្យបានគ្នាបានកូនចៅច្រើនទៅដើម្បីជាកម្លាំងការពារប្រទេសជាតិ ប្រទេសប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចូលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការរៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីថាដែលលោកតាខៀវសំផនគាត់លើកបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនយុវនារីដែលពេញវ័យឲ្យរៀបការហ្នឹងតើអ្នកស្រីហ្នឹងមានបានរៀបការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងទេ ក្រោយពីគាត់និយាយរួចមិនទាន់បានប្រមាណផងពួកយើងខ្ញុំក៏ទៅរៀបការនៅជំនាន់ខ្មែរក៏នោះដែរចាអរគុណអ្នកស្រីរៀបការក្នុងឆ្នាំណាដែរខ្ញុំឆ្នាំ1970ដឹងខែណាថ្ងៃណាខ្ញុំអត់ដឹងខែដឹងថ្ងៃផងគ្មានអីមើលផងចាអញ្ចឹងអ្នកស្រីអីអីអ្នកណាដែលជាអ្នកអីគូកងឬជាអ្នកដែលថាអីចាប់ផ្ដើម ដោយថាជាអ្នកកោះហៅអ្នកស្រីឬក៏ប្រាប់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រូវរៀបការរៀបអីអ្នកណាជាអ្នកហៅអ្នកស្រីអ្នកប្រាប់អ្នកស្រីហ្នឹងអ្នកដែលគិតគូរចង់ដាំមកខ្ញុំរៀបគ្រួសារគឺប្រធានរបស់ខ្ញុំឈ្មោះពូផាន់គាត់ជាប្រធានក្រុមមុខព្រួញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណ អញ្ចឹងអ្នកស្រីពេលដែលប្រធានមុខព្រួញប្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីអត់មានការប្រកែកទេអ្នកស្រីព្រមរៀបការតាមការឲ្យកំណត់ឬក៏តាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានមុខព្រួញនោះតែម្ដងឬក៏មិនដែរពេលដែលគាត់ហៅខ្ញុំសួរលើកទី1អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំអត់យល់ទេគិតទៅគូចាស់ចាស់សិនទៅខ្ញុំមិនទាន់រៀបទេព្រោះខ្លួនខ្ញុំនៅក្មេងអាចបំរើអង្គការបានយូរទៀត សូមមិត្តបងរៀបឲ្យរៀបទៅចាស់ចាស់មុនទៅលើកទី1លើកទី2ខ្ញុំប្រកែកបានលើកទី1លើកទី2គាត់ហៅខ្ញុំសួរទៀតសួរទៀតខ្ញុំឆ្លើយទៅពាក្យរដាលរដាលដល់លើកទី3គាត់ឲ្យខ្ញុំមកមន្ទីរកពមួយនៅផ្សារអូស្រីឲ្យមកជួបមេថ្នាក់លើទៀតខ្ញុំក៏មកតាមគាត់ដល់ពេលមកតាមគាត់អញ្ចឹងទៅមេថ្នាក់លើគេថាមិត្តជាកូនអង្គការ បើមិត្តនៅជាមួយម៉ែអើមិត្តគ្រប់ម៉ែអើមិត្តនៅជាមួយអង្គការមិត្តគ្រប់អង្គការដូច្នេះត្រូវធ្វើតាមអង្គការចាត់តាំងដល់ខ្ញុំប្រកែកម្ដងពីរដងហើយម្បានលើកទី3ខ្ញុំថាធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅស្រេចតែចិត្តទៅបើខ្ញុំប្រកែកម្បានហើយតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណ
chăng lực thì bay mà nè say prom đẹp cả nè chà chăng nhâm chăng xua nè say đẹp cả nè say đẹp cả nơi cái lại nà đá hay nơi pê nà đá nè say phụ chăm đẹp cả nè xa đam cầu pê nà đá nè say pê về điệp ca về tháng ngày ở về bậc lang kỳ điệp ca bị thầy tổ tháng ngày trăng cứ ruồi tụm hoàng nè say ơi đăng bị ca điệp ca bao nè say miền đăng môn nè miền đăng bồ miền môn hà nè say từ ban ông ca khi ao nè say điệp ca nè say miền ban đăng bồ miền đăng môn nè rồi bị xua nhầm mê đang xua nhầm hồi tới rịa ca nóng kì phẹt thạc bấy tháng ngày tiết chăm từ từ điệp ca đó rịa bấy tháng ngày tiết bàn tờ mền chà ạ khốn chà chẳng khăn ông cầm lòng bấy tháng ngày cài máu bàn nhạc xây điệp ca chẳng mền ế chà chẳng khăn ông cầm lòng bấy tháng ngày nặng nhạc xây miên bàn đo bộ miên tờ bốc mặt đai nhạc xây bong bộ ôn nhạc xây rưu gọi bàn bị phía xa chứ mùi bốc mặt đai bong bộ ôn thẳng lâu nâng nhạc xây tờ bàn ông ca bằng ơi riệp ca hai ấy cho hỏi miên ca vô bộ mặt đai nhạc xây miên bàn phía xa mùi quạt ấy bà nhà hàng nâng chúng mình đại ban phía xa chúng mai ở bồng bồng nơi phù nơi chai tụ bày sông cái tơ kim ao tơ đài cứ sạch tòng ca muông nương chà ở côn nhà sậy chẳng bị thi riệp ca bong nhà sậy nương ở bụng mà đài nhà sậy miền bong bồng nhà sậy miền ban châu luôn không bị thi năng tề mà nè đại bộc bong bồn bọc nhưng mà ban châu rùm thì miền tây ong ca thì để châu rùm mà chà khốn nhâm trong chìm đẹp xuân nè sậy than nè sậy hay cù nè sậy nằng anh na cột đây nè sậy à nè sậy miền đại squat nè môn đấy ta quật nơi na quật thưa ấy nè sậy miền squat quật môn đấy มันได้สกอลมันได้คืนมกประมาณที่โตแต่ไงเรียบตัวม้วนนั่งมาชูพเนียดม้วนนั่งมันได้สกอลประวัติสกอลไอตนาตนาอัดติดสอบฉันเนี่ยใส่เรียบก้าเนี่ยใส่เป็นเนี่ยใส่เรียบก้าเนี่ยใส่เรียบก้าประมาณกูได้เนี่ยใส่ไปเรียบก้าเชียงเมียนดับปีกูจ้าไอ้ตาเนี่ยใส่เมนสกอตช์หมวกเนี่ยได้เรียบกาจมูกเนี่ยใส่แต่งดับปีกูดังไงขนมดับปีกูชิมสกอตบานใบกูสกอตดำมัดใส่มัดท่ามัดใส่มัดวีให้นังมัดจีจีมัดเลียงสกอตตะปันดังไงแกเป็นนังสกอตสกอตจ้าอักกุนខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ្នកស្រីអ្នកស្រីបញ្ជាក់កន្លែងនឹងឡើងវិញបានច្បាស់ខ្ញុំចង់សួរថាក្នុង12គូដែលរៀបការជាមួយអ្នកស្រីចាសួរថាឲ្យខាងគូអ្នកស្រីខាងនារីគឺពួកគាត់នៅក្នុងកងជាមួយអ្នកស្រីទាំងអស់ឬក៏មកពីកងផ្សេងខ្លះដែរមកពីកងផ្សេងផ្សេងគ្នានារីយុទ្ធជននឹងខ្ញុំក៏ដែរស្គាល់គ្នាអស់ដែរព្រោះមកព្រួញខុសគ្នាដល់ពេលរៀបបានមកជុំគ្នានៅផ្សារដើមកោនឹងត្មងដឹងកងណាកងនោះបានស្គាល់ផងចាអរគុណចាសូមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីតើគ្រួសារអ្នកស្រីមានដឹងថាពីមុនគាត់ធ្វើអ្វីដែរហើយគាត់នៅកន្លែងណាទេស្រីតាមម្ដងរដ្ឋបវនីចាប់មីក្រូហ្វូនដំណើរការសិន
Knong Grusa, then the Piku Rip Nankuta, Night Neri, Gosata Neri, Kong, Snagging Nung Yoti, I am not Yotajon Satta Yoti, then all. But put Yotajon the answer, Yotajon Pika. Popika, Vikman Kaki, Yomakalain, Damkalain, Obedipka, Nanki Yosa Yotajon Pika, no more. But become and Pika clang, they clack or. But I'm hearing clack name hearing clack dear corner with a coat dying, take chung, take a turk on that dark card, pale piling, take tongue, 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 Grusa Bokim Talk, Pikachu, Nap and Connachu, that pile pile, Manga Botman, I want that pile pile, Mr. Hing. Cha, Akun, Cha, I kim chung on that sray, Banchet, or Banchma, be pitain a rip car. Pitain rip car, no clones of Mike a home, get rip car, no get home my dinner, so I pitay again, get chopped down, now get home my dinner. Trong vị thi riệp ca nơi chủ non khmai cơ hôm nâng cư chạp chô tập bông chân tới kì hai đạc tam cù dân phú phụ chăm nên khiêm tầng ọc kênh sật ọc qua đi đằng mùi na đằng cù mùi na thì toàn cái hai chú múc kì đặc đại đạc hai chú múc đặc đại đạc tới bằng đằng cù nà đọc bê chô tập đoàn chân tới cô ông ca kì đạp đâm rồi tha ở cổ rụp ông ca vì nây anh tinh tui chân tới cô kì ai xa mây khu nâng đại nhà chật đại nhà chật hồi Kalain pranya chat nang kmien ai de mien ta kadeu hai nang kamrong pua sau kalain pranya nang at mien mai ai bong phaon chet don jeta na mau chmuoi ti mien na pan nang cha ah kon nea srei ban chum rep ong samanaka tha ku moi moi lang pranya chat khiem chong chum rep suon nea srei tha at tan nay nay ka pranya chat ke ao nhie ai khla da nea srei Anka con nai nuom tha ao group anka vi nei com ao hiep cru sa ao hai com ao thoi ao anka ba ai chang tu ai che sa lang khi hai che khom phang co sang khom phang thoi ca nghe co sang bte chiet ai di chim ra an chang tu mien nap an nang cha ao con nhe sai cha ta nhe na che nhe chap dam cam bte thi nay ca bat nha nang nhe sai nơi cam vịt thi nắng xem đằng nẹt na chi nẹt chập đàm tiếc xem mọt đằng đài buộc xem từ nắng khơi giờ mật bồn nắng đằng khang na ong ca ấy khang na ong ca ấy xem mọt ban đằng đài còn cái riệp chập đàm cam vịt thi xem mọt đằng ọt qua ong ca khang ấy ọt qua không cha ọt cún cha cô tang đập pi để riệp ca chỉ môi nẹt say nằng จ้ะเจ้าพิเศษกูบ่เนี่ยស្រីពេលរៀបការអ្នកស្រីហើយប្តីអ្នកស្រីនឹងមានអាយុប្រហែលប្រមាណដែរអ្នកស្រីអាយុរបស់ខ្ញុំគឺ16ឆ្នាំគ្រួសារខ្ញុំ26 6ឆ្នាំហើយគូផ្សេងៗទៀតក៏សេវាសេវាទៅខ្ញុំនឹងដែរមកស្គាល់ទៅខ្ញុំនឹងដែរចាសូមអរគុណចា អ្នកស្រីបានជម្រាបអង្គសម្ណការថាគូរបស់អ្នកស្រីពិការចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ្នកស្រីថាក្នុងដល់ពីគូក្នុងដល់ពីគូដែលអង្គការគេឲ្យឡើងបដិញ្ញាជាមួយអ្នកស្រីតើអ្នកស្រីក្តីគូផ្សេងៗក្តីមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសថាដល់ពីគូខ្ញុំយកមកគូមួយនេះឬក៏យើងដោះដូរគ្នាថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់នេះទេខ្ញុំស្រឡាញ់នេះយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគូក្នុងចំណោមដល់ពីគូហ្នឹងឯងអ្នកស្រី Khănong đập pi cù nâng khmien ca chơi rơ rơ bò, yết chôn nề ri thế, ông ca đạp mùi nắp giờ mùi nâng á, ông miền bắc chơi rơ rơ phong.
ចាអរគុណចាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីឡើងបញ្ញាចិត្តហើយចាតើគេឲ្យគូរបស់អ្នកស្រីទាំង12គូនោះទៅសម្រាប់នៅកន្លែងណាដែរ ពេលរៀបការហើយនឹងក្នុង 12 គូគេចែកតាមមុខព្រួញយើងខ្ញុំមាន 3 គូហើយមុខព្រួញផ្សេងៗទៀតដឹងមានប្រមាណម៉ាស់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំដឹងតែខាងមុខព្រួញខ្ញុំនឹងមាន 3 គូមកខាងមុខព្រួញខ្ញុំវិញមកមុខព្រួញអ្នកស្រី 3 គូនោះទីតាំងទៅសម្រាកដែលអ្នកស្រីត្រូវទៅសម្រាកនៅពេលដែលបដិញ្ញាហើយទៅសម្រាកនៅកន្លែងណា គូខ្ញុំទាំង 3 គូនឹងគឺទៅសម្រាប់នៅផ្សារទួលតពុងគឺកន្លែងខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងនោះចាអរគុណចាសូមអ្នកស្រីអីរៀបរាប់ជូនអង្គសាវនាការជ្រាបថាជប់ដំបងនៃថ្ងៃបដិញ្ញាចិត្តហើយតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកស្រី ពេលខ្ញុំទៅសម្រាប់នៅផ្សារទួលតពូងនឹងគឺមានបងអ្នកប្រាក់ខ្ញុំថាមើលអាចម្យ៉ាត់ខ្លួនណាគេកំពុងតាមដានហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅសម្រាប់នៅផ្ទះមួយនឹងគឺ3នាក់ផ្ទះនឹងមានកន្ទប់ច្រើនទៅ3នាក់នឹង3គូនឹង3កន្ទប់នឹងដល់ពេលយប់ខ្ញុំចង់ស្ដាប់មើលខ្លឺសម្រាប់ជើងដើរទៅត្រឹបត្រឹបជើងទៅដល់ពេលតឡើងជាដាលតឡើងជាដាអញ្ចឹងលឺជាដាប្រមាណកម្មខ្ញុំចាំរាប់មើលខ្ញុំអង្គុយរាប់មើលគ
sát mà thu thông chắc bạn phụ nó cho một vịnh phụ cho mọi hiền mọt đi nó sẽ ngon mà hiền mọt đi chà ạ con nhóm xâm xuân nhạc xây bằng tờ khăn ông giúp đọc bồn này thứ ngày bắt đạch nhà chật nặng ta nhạc xây prom rôm đầm nê chỉ môi bắt đây nhạc xây thế ở miền ba rôm đầm nê chỉ môi bắt đây bọc nhóm tê bố bán ấy thằng nạc lạch lộp luôn nhóm tố nạc lạch bắt đây mỗi tiết lạch lộp tiệt là hai chục chất nông thì sẽ ngon mặt hiền mọt hiền co ấy thằng ọ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Về riêng ca rồi kia ai mà xảy ra nơi nâng cái lãnh bạn ta bay tháng ngày thì tới cái chạy cái lãnh đôi ta đây nơi nào tới nồng cho nên luôn nhóm nơi thư ca cái lãnh nhóm tờ cho nên đây nhóm thư ca cái lãnh kịp xây tờ group cô từng ao từng chăng đôi khi nè từng ao. Chà, ao cún. Chà, chăng pel na đây nè say prom, rôm đầm nê chỉ môi bắt đây nè say chỉ lược đầm bốn ạ. Rồi dạ cả năng pi đập ngay từ cái lá khai mang cái ao mà chụp khi mà đòn, pi nó có. Thầm đáp đây bộ phút đó là dù hai được khi ta chụp chung cái này có rùm rẹt tờ. Chà, ạ con. Chà, khăn ông ca rùm đầm nê chụp đầm bồn. Đã nè xây thà bạch cái này cả lạc hai khói mà nè xây prom rùm đầm nê chỉ môi bà đây nè xây. Chẳng nhóm chăng xua nè xây thà chùm rơ này ca rùm đầm nê đại cả lạc hai cao ip là lăng bà đạch nhà chật hai nóng chia chùm rơ rồi bà nè ná chia chùm rơ rồi bà đây nè xây rơ rất có chia chùm rơ rùm khá nìa. Chia chùm rơ rùm bò kháng bò rõ. Chà, ọc cún. Chà, chẳng nhóm chăng xua nẹ xây trò lập cào vinh bẹp bòn hằng bà nhà hà nẹ xây tha cào bê bạch nhà chặt hơi dục đồ bông nắng nẹ xây đăng thà chlộp kê mà tam đàn chà chắc nhóm chăng xua nè xây thà bởi khăn ông cạn đây để chlộp tam đàn tới khơi thà cu nam mùi khăn ông chầm nông đọc bì cu nâng ạ mình miên ca cho sùm rong nâng nế táo miên ở vây cạt láng lưu cu nâng nè xây miên đăng ấy bà nhà hà nâng.
bơ sân chỉ chlop tam đam ban đăng cù nam mình trâu kia cứ kia vô ta co sang cứ kia hai giờ thì co sang mò nè họ ta chlop cái đằng chà cún nhóm trăng xôn nhẹ say thật là lắc hai cào máu ban nhẹ say chuột đây nhẹ say chắc hai bàn toạp tiền ta nhẹ say chuột đây nhẹ say nhợt nhợt đấy nơi không có bọc nu mình thả rút trong toa co chuyện nhẹ nà thế cứ thả đấy cả rằng là hai thứ mà tết ở chùa đồng miền là cả hai thứ mà hai bữa cua sa từ thưa cả hai tiết miền là hai pi hai bà man chùa niệm mà đồng đôi cua sa nhưng chỉ đang pe riệp đuôi mình ba bà man phong kể bị chun từ ở nơi khang phong gri rum từ hộp lại hộp hộp vô mà cột cung cả lại là hai miền ban chùa niệm thì mà hai pi hai từ khởi mà đồng ngay thì nâng cua sa nhưng to là muộn chà con cho nẹt say to nha nẹt say thà nẹt say đẹp cá nẹt say bánh chật thì chẳng bàn đây thà mình bánh chật cứ bằng khom mày chà nẹt say tàu bán cái bằng khom ao nẹt say đẹp cá chà ta nẹt say miên là rầm sùng chín lục mít vi cà phê lục kia thành phố sùng một con lục thiên nhung sùng chấm to chấm bùa cá sơn than rơ bò nẹt say mít vi đại pháp bìa tha chỉ cả bằng khom, cái lòng máu nhà sư đây đang đặt ra bên ý bên bàn pháp bìa này nơi lại tế hai chia sẻ đánh tam sắc khai cam rồi bỏ qua cõi bàn pháp để sai pi đo hội hai hai lần chỉ pi cõi pháp bìa tha cõi dồi prom đối chứ này mình miền cả bằng khom thế là số một con. Chà số một con. Chà chấm po ai ca đại niên nhóm chấm riệp. Sua sầm nua tao đam mình đăng tha bẹ po nương pa nhà tha bằng khóm bị buộc đam mình đăng quạt ban chùm riệp hời tha lực tì muối lực tì pí quạt ban pạ để sai mình prom đẹp cả đó lực tì bay quạt pạ để sai nai pon tai pạ để sai mình bàn bàn này tha quạt bằng khóm chất quạt ban để gì rồi hay quạt tha từ mấy cái tới cho bờ pê nương kê mình prom máy nha kê mình prom đập tam ấy ca pạ để sai bỏ quạt tha quạt mình prom đẹp cả quạt tha từ mấy tới cho lăng tìm mùi tìm pi thế quất cọ ban chủ nghiệp tha quất mình smart chất chủ mùi vào đây bao quất đấy riệp ca hay quất mình ban rôm phết cứ quất ọt sờ lạnh vào đây quất chả ca đai mình sờ lạnh ca đai mình prom priêng đấy việc ca tranh bị chăn tẹt nó cứ chỉ chăn tẹt đòi bằng khom chả sông sông lục sậy mít ví su sông núi tơ tam ong hết hai sông cầm ao miên ca sư ca son istan chả sông ọc quấn lục thiến chả chắc nhóm trăng chấm điệp xua nè say bẩn to sầm nua chả chấm po nè say to chả nè say nằng vào đây nè say rồi mình ban sờ lạnh kia mình ban score kia bị mồn ta nè say miên là rầm giang bạch đây nè say miên miên cật thà nè say tới thứ ngày mộc nè say nằng vào đây nè say nằng bạch lơ kia rồi cả giang bạch nè say miên ban cật bảy hà nằng đấy nhưng mà cứu sa nhưng tôi làm ta nhưng mình bình chất vận tài nhưng mà đang thưa đôi mà đây tam ca chư chấp nó bọc luôn đó chư chấp ấy và chư chấp nó ong ca bọc không ở riệp ca vận tài đào pe là thà bữa sân khi nhau mai riệp ca hồi hai tụ bây trong cái này mấy cái chơi tâm mình nuôi bữa trong họ tập buôn ná có buôn chết đấy bữa ong ca này mình nuôi này mình đang tập buôn ta na là ấy bữa thà bình dây tới thà trom tam tầm ná chị chập chọc muốn thế ta chà ốc cún chà nhâm chăng chấm điệp xuân nè sấy tha nè sấy chia nè ri sấy nè miên sơn đài lo chấm buộc bạ riệp cá oi nè sấy miên cù sọc cỏ chà hay nhâm chăng xua tha pê ni bạ riệp cá oi nè sấy miên cù sọc cỏ táo nè sấy sờ bài chất nâng ca riệp cá nâng rứa con nè sấy miên ca bị bạ chất nâng ca riệp cá đẹp bạ để ong ca riệp cá oi nè sấy nâng
được chiếm ban dễ dân tha khi ông mình pin chặt tê khi ông cô mình trong toàn trong ban đầy đài vận tài bọn cà ri phái được chiếm ban dễ tới thơm mấy thà kiện được chiếm dễ tới thà tới tam tận nào tới bọn cà ri cà hỏi được chiếm một cái có một cái bán nói miền tới tam tận nào để ông cà ri cà ấy tới tam nâng tới nâng thơm mấy cái mới tiếp được từ hỏi chà nè xây chấm trong ơi chúng liệp xuống nè xây thả ơi nè xây chài thả ta nè xây sờ bài chất nông ca liệp cù sờ con nâng thế nơi bê đoàn ca liệp cù sờ con trong miền sờ bài chất ấy màn tích nát trong miền tật tật này là hốt nữa tăng tìm toàn châu tâm là hốt đọc tâm hối tiết trong dung rõ tật ngay màn thả dụng thả thả ngay thế của khi ông trong chư chất nó phần nằm đáng thơm ấy tôi chất chà ạ cốn nẹ xây xong nẹ xây bình chạy ở chữ mà nẹ xây thà nẹ xây mình miên ca bình chất chú bối bà đây nẹ xây tê nẹ xây tức này là hột tăng bì mình toàn tâm là hột đó bê tâm chắc nhóm trong xua nẹ xây thà ơi ông ca đã ơi nẹ xây làm bà đạch nha chất nâng kê miên thua bị thi đôi xe máy bạch cho bọn miên ca tâm miên ca bạch ca xa lan chân đôi kia rưu gò mạch nẹ xây bình chạy cả lại nâng lại bán chữ bà nẹ xây đã bề điệp ca nâng được khiêm bàn dây chân thạc miền tâm miền bạch ca là ấy tê miền là còn ta hai tứ hai chúa đại cù na chân tứ và châu tam cù tứ hỏi ông ca nay nom tình tôi chân tứ cô group tung bạn chân tứ cứ đua chỉ sai thôi hỏi lang đại nhà chặt group tung bạn chân tứ thơm bàn mà máu không nâng chà cuốn chà nhóm trong ao nhận say thua ca triệt thiệp mở rồ viêng ca lang đặt nhà chật cứ ca riệp cua sa nó không sờ máy cái máy còn hóm nâng ca riệp pia bị pia rư cả ca riệp ca mun sờ máy cái máy còn hóm còn đôi chia sờ máy bạch cho bón táo miên phiệp khóc nia giằng bạch đài nữa rồi bà nị dây pi triệt thiệp triệt ca nơi chỗ non khmai cơ hôm nâng sớm mai môn khmai cơ hôm mà cày khmai cơ hôm cứ tha khóc khnhiệt đại đôi sớm mai khmai cơ hôm triệt ca ta hai đạ mà đông buồn đập cù mà đông buồn phàm cù mà đông rồi cù của miền này hồi cho chấm này sớm mai là lớn nè kề triệt ca mà đông tại mà cù hơi miền ple miền phuột miền mai miền ơi miền dây ta cho đôn ta bong ôn hơi miền hai chấm nôn hai cà sa la bảy cà sa la và bẹp thiệp khâu kia năng đôi từng sấy này và bẹp đôi mệt từng đầy tới cô về từng tịch chiêng phong và thà khiêm tôi chất đái nữa đó khơi sáng ai mau khơi sáng mai là nâng sáng mai bị đau tôi chất năng việt nam luôn ai cha ở cún chắc nhầm chúng liệp xuân nè xoay bẹ con nâng ca chư chặt phở cai phở chất nâng ca bật bong sạch nhiệt nâng trọp xâm bản chắc nhầm chắc chúng liệp xuân nè xoay thà nâu bê là nè xoay nực khờn bì bị thi bạch đạch nhà chật ca riệp ca rộ bọc nè xoay chia bị xe ca ruộm đầm nết đầm bông rộ bọc nè xoay chỉ mùi bạch đây nè xoay đai nè xoay mần ban sẵn lanh bạch đây ta bê là nè xoay nực khờn bì bà nhà hà nâng ta nè xoay miên à rõm nhàng bạch đáy bên nào khi mình khởi về đây khi mình bình chất mình cứu xa mình bình chất mình ông ca để cứu xa cứ tha không chất độc đua chứ chấp chọc này phần mình đang dây tham vậy chơi tham vậy tiền tiền tập năng chà ở cún chà ta nấu không sớm mai bay cho năm bay khai mà phơi thằng ngày nằng ta nè xây miền bật bằng sạch nhiệt bong ổn rồi nẹ chia tì sẵn lạnh nâu sẵn mai nâng ấy nè sẵn đấy bà nè dây bì ca bạc bong bình dương khiêm bạc bong chớn mà thơ bạc đưa bọt thả đam bây ca phía mô phùm cà rồi tại ca bất mô lại tập bằng mốc
ấy khơi nó bắt bố ngọt ôn bắt lại bắt mình mặt mì ở đỉnh cứ tư trong chư chất á trong chư chất tô sắp ngay nữa. Dạ con nè xoay thả bắt bong sạch nhiệt bong ôn nè chỉ tì dần lãnh được bong nè xoay trong giấm máy năng nè xoay miên ca chư chất nhóm trong xua nè xoay bắt bong chùm nôn bỏ màn nè đáy trong giấm máy năng. Chấm phu khuôn nhóm phu tòa bắt bong bong ôn bong ôn bong cát miên chùm nôn bốn nè nâng khmôi nâng chạy nâng khmôi mùi mùi tiết cứ ở trên phải chiêng đọc phải bèm đọc nè chấm nay ở bốc mìa chị ta nâng ở bốc mìa ở phải đọc nè tiết miên tận lưu không và nhầm tha ở tích phần năng bàn tha chấm chư chất nó sập ngay đi chấm nó khơi rừng bông và ôn nó khơi nam mình mìa chấm đồ chị ta là chấm tức rẻ chấm tay tao tay tao hồ chín tích mình tha nó chết nó cái lại nà đấy thư ca phần năng chấm nó khơi chấm hồ tục này chỗ đấy. Chà, xong ọc cún. Chà, ta nè xa rây miên à rộm. Đội nạch đá bẩn thaym lơ ca chư chạp toa khluôn rồi bỏ nè xa rây. Krau bê đăng thà. Sạch nhiệt bóng bà ôn. Nè chia tì xa lanh rồi bỏ nè xa rây. Để bàn bắt bóng chì vứt đòi ảnh chút tịt thua nâng. Ta nè xa rây miên ca chư chạp bà nà đá. Các bạn bong 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 chị đôn chị ta mình mì không ca chư chập đọc nhóm miền ca chư chập nó sắp ngày đi là hỏi trong miền tài tổ la ca thì đàm bầy chui đọc ra đó dừng khi ông ở trong thu bao bị ca tục sọc tiền còn màn chà ọc cún chà chắc nó không sầm mày Campuchia chia thập tay nắng nè sợi miên ban miên bắt bong xăm bị rẽ tè sầm bay đây thli cô cọt bay ấy thế nè sợi chấm buộc luôn nhầm toa tăng pi mai nung mau nhầm cái ta nhầm chư chọc chắp rì như đây không luôn rồi bay tiếp tâm con bàn rồi bờ đã đào tia bình cô rồi bay tia sầm bay sai chấm ca ở linh chấm tay ai bong phaôn có ở tiền đôi chân này trong miền ta ca tục pruôi sập ngày đi ca tục rồi như đây rồi hốt miền tây ngày là hai cha con cha ta ở vây tới đại thưa anh nè say chư chập đại nè say chong chấm mình phật chấm bồ rụp nè say ta ở vây đại thưa nè say chư chập khăng chiềng kê đại nè say chong chấm mình phật rồi hốt đó bạch cho bón nó ta ở vây tới ở vây khác nè say chấm chong chấm mình phật đại kê sầm lập ở bông 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 cái bay lăng cho âm mộc ở linh hỏi con đang cái giờ tập luyện đông chào lại nhà tiệt bạn ta cái bè ta tập luyện đông phần đang cái bè lại tập luyện lại nhà bạn ta trong chữ chậm na trong mà nát bầu trong cái chân được bầu trong na trong này bò bò miêu mi này mà khơi cho mình tôi chặt đi nhưng mà tôi chặt đừng âu trào bọc trong mũi trong tôi chặt chuyện kia mà môn sập cái vừa tiền rồi nó cảm khi ta khi ở khó bay khi em ăn thử ấy khó phong
ចាអរគុណចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ្នកស្រីថាតើអ្នកស្រីបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីកសាងជីវិតយ៉ាងដូចបដិដែរបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំក្រោយឆ្នាំ1979ហ្នឹងពីព្រោះអ្នកស្រីបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងគោក្របីដីធ្លីអស់ហើយតើស្ថានភាពជីវភាពរបស់អ្នកស្រីមានយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពីបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនមីងមាមកគោក្របីស្រែចម្ការអស់លីងខ្ញុំគឺបង្កប់មុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃទាំងឪពុកម្ដាយនិងនៅប្អូនពីរនាក់ហើយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំគឺលំបាកវេទនាណាស់ចាប់កោសាងឡើងធ្វើតែស្រែចម្ការនឹងជាប់គ្មានស្អីភួររស់គ្មានដកស៊ុងនឹងកម្លាំងមនុស្សបានបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតតាំងពីពេលនោះមកខ្លួនខ្ញុំក៏ចេះតែឈឺស្កាត់ក្រំគ្រារីងរៃរហូតធ្វើអីមិនកើតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានសល់ទុកនៅតែទុកពិបាករហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ចាអរគុណចាពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកស្រីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំតើស្ថានភាពសុខភាពអ្នកស្រីមានអ្វីបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតើសុខភាពអ្នកស្រីយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយរបបខ្មែរក្រហមបានផុតទៅពួកនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺលំបាកវេទនាដូចខ្ញុំនិយាយមិញធ្វើស្រែចម្ការតែនឹងជាប់ជួរស់តែនឹងជាប់ដល់គ្មានស្អីធ្វើនឹងគេទេដោយខ្វះខាតជាថវិកាមិនអាចទិញអីបានឡើយលំបាកវេទនាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ស្គមរីងរៃរហូតកើតទុករហូតដល់សប្តាហ៍នេះកើតទុករហូតដល់សប្តាហ៍គឺមានតែរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៀតដើម្បីសន្សំទុកការលំបាកវេទនារបស់ខ្ញុំនិងការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំពីរបបដែលកំឡុងផុតទៅនោះចាសូមអរគុណសូមអរគុណលោកធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយលោកធានចាសូមអរគុណលោកស្រីដើមមិនដឹងចាអរគុណលោកស្រីមេធាវីសូមអញ្ជើញលោកព្រះញ្ញាមានសំណួរលោកដើមមិនដឹងរបស់មីមីMerci, Monsieur le Président. Bon après-midi à vous, à Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties. Madame la partie civile, un peu de courage. Je vais continuer à vous poser des questions jusqu'à la pause de 2h40. Et je vais tout d'abord revenir sur ce qui s'est passé entre 1974 et 1975. Vous aviez dit tout à l'heure que vous étiez engagé dans la révolution. Est-ce que à l'époque ou par la suite vous avez été membre de la jeunesse révolutionnaire? Oui, donc le parti communiste du Cambodge comprenait les membres eux-mêmes ainsi que des membres de la jeunesse, donc les jeunes, notamment ceux qui n'étaient pas mariés, pouvaient faire partie de ce mouvement communiste. Est-ce que ça a été votre cas ou non ? ធ្វើជាសមាជិកនៃចលនាកុម្មុយនីស្តហ្នឹងដែលគេហៅថាជាយុវកកហ្នឹងទេ
ខ្ញុំអត់ចូលនឹងយុវកោនឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចូលទៅជាសមាជិកក្នុងដូចខ្ញុំប្រាប់ពីដំបូងថាខ្ញុំចូលទៅជាកងចលាក់កងយោធានារីហើយនឹងកងស្រែងស្នែងស្រែងស្រែងស្រែងអ្នកលបួរអ្នកពលីប៉ុន្តែដល់កងយុវកោមិនហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំយោធាក៏ធ្វើស្រែងស្នែងក៏ធ្វើស្រែងក្របក៏ធ្វើនឹងពួកខាងនារីយើងខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងD'accord. Est-ce que votre unité portait un nom, nom de code? Par exemple, pourriez-vous nous dire, vous avez parlé tout à l'heure d'un bataillon de 300 personnes, est-ce que ce bataillon avait un nom? Et si oui, dans quel bataillon trouviez-vous, dans quel régiment, dans quelle division éventuellement? កាលពីខ្ញុំចូលដំបងវិរៈខ្ញុំនឹងគឺវិរៈ304អូ301វិរៈខ្ញុំនឹងប៉ិននៅក្នុងកងវិរៈសនាធំណាស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងវិរៈសនាតូចដឹងថា401វិរៈសនាធំអត់ដឹងព្រោះកងវិរៈអឹបកងនារីយើងខ្ញុំមានតែមកព្រះមានកុមានយុទ្ធជនបើមានច្រើនVous avez dit qu'entre 74 et 75, vous avez travaillé au nord de Phnom Penh. Est-ce que vous avez été posté près de Udong? Khmer chap thơ ka nang tang pi Udong kopong luong lahot da chou ti krong Phnom Penh mong. Chap pi ngai muoi khai muoi mong neu Udong kopong luong lahot chou da ti krong Phnom Penh ngai 17 mesa nang.En 1974, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Udong? Est-ce que Udong a été prise par les forces Khmer Rouge? Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode-là ou non? Udong ba nei chnam 74 nang luksei mien cham pi haet ka nang te. Khyom ot cham phong pu khyom mau chong